Hello con. Nó chào cô. Ok. Hello, Minh Châu. Ok, Minh Châu nhìn thấy màn hình của cô chưa? Châu ơi, Minh Châu nhìn thấy màn hình của cô chưa con? Con ơi. Con ơi, con thấy màn hình của cô chưa? Đó. Rồi á. How are you today? I'm excited. Are you today? I'm Okay, you are excited. Good. Do you have dinner? Do you have dinner? No, I don't. Okay. So, what do you have for lunch? What do you have for lunch? Con, what do you have for lunch? So, and rice. Okay. Okay, good. So, in the last lesson, we learned about Unit 12B, test reading and writing. So, today we'll continue with Unit 12C, test speaking. And before we learn about our lesson today, I will show you a videos. Ok, vậy thì bây giờ nhá, trước khi mà mình bắt đầu với cái bài học ngày hôm nay thì cô sẽ cho con xem một cái videos về các loại đồ uống như thế nào, drinks. Và hôm nay mình sẽ luyện tập bài nói, và bài nói của mình thì cũng có chủ đề liên quan đến đồ ăn đó nhá. Nên là bây giờ mình sẽ trước khi vào bài học của mình thì mình sẽ Vâng. xem cho cô một cái video clip ngắn về cái chủ đề là drink, là tức là những loại nước uống. Ok. Scene. Drinks. Come on, let's pick a drink. What drink should we pick? Water. What? This is water. What drink should we pick? Coke. This is Coke. It's too sugary. Coke. What drink should we pick? It's very sparkly. What drink should we pick? Coffee. This is coffee. It's too bitter. Ew. What drink should we pick? Latte. This is a latte. How beautiful. Latte. What drink should we pick? Hot chocolate. Hot chocolate. This is hot chocolate. It tastes sweet. What drink should we pick? Yeah.
This is tea. It smells nice. What drink should we pick? Milk. This is milk. Milk. It tastes very plain. What drink should we pick? Fruit juice. This is fruit juice. What drink should we pick? Smoothie. This is a smoothie. It's very icy. What drink should we pick? Milkshake. Milkshake. It's a milkshake. It's too cold. Review. Okay. Water. Water là nước rồi này. Water. Water. Coke. Nào đọc theo cô nào. Coke. Coke. Cái từ Coke này chính là Coca nhá. Cái Coca-Cola mà mình hay uống ấy thì ở bên nước ngoài người ta sẽ gọi là Coke. Cái chữ này. Đó. Soda. 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 Nào, đọc theo cô nào. Soda. Con. Soda. Soda. Nước có ga. Coffee. Coffee. Latte. Latte. Hot chocolate. Hot chocolate. Tea. Tea. Milk. Milk. Fruit juice. Coffee. Juice. Smoothie. Smoothie. Milkshake. Tea. Milkshake. À, hôm nay mạng của Minh Châu hơi, cô thấy là hơi kém một chút nhá. Được rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ vào bài học của mình được chưa con? Okay, so now we move to our lesson today. It's Unit 12C, test speaking. Okay. Yeah. À, phần speaking này thì mình làm sao đây? Mình đã luyện tập được 2 lần speaking rồi. Và như những bài trước thì con nói cho cô là ở phần đầu tiên của một cái phần speaking của mình thì mình sẽ được find the differences, tức là đó, speaking, find the differences. Bây giờ mình sẽ tìm điểm khác biệt giữa hai bức tranh này nhá. Đó. Đó. Vậy thì bây giờ cô sẽ cho Minh Châu 5 phút để con có thể tìm. Con chưa nhìn thấy màn hình bài học. Thế à, con nhìn thấy chưa? Không thấy. Cô... cô nghĩ là hôm nay mạng của Minh Châu hơi lag một chút. Nào, bây giờ cô sẽ cho Minh Châu 5 phút. Đó, cô sẽ bấm giờ 5 phút này để con vừa tìm ra các lỗi sai, con khoanh lên màn hình cho cô và con vừa nghĩ cách để nói cho cô những cái lỗi sai, những phải lỗi sai và những cái điểm khác biệt của hai bức tranh này nhá. Và buổi trước cô dặn rồi, cô dạy rồi, bây giờ mình sẽ dùng những cái đơn giản thôi, là ví dụ như là con sẽ dùng những cái công cụ như là những cái bút này, đó, những cái pen như thế này, đó, để con chỉ cho cô là in this picture này, hoặc là ở đó, in this picture này thì như nào, có cái điểm gì khác biệt ở đây.
This is gì đó, this is a woman hoặc this is a mother đó. Còn in this picture thì we have gì đấy, we have father chẳng hạn đúng không? Đó, bây giờ con sẽ tìm hiểu khác biệt và sau đó con sẽ nghĩ cho cô cách để nói cho cô nghe những điều khác biệt đó nhá. Ok, bây giờ con làm đi. Con đã cô làm xong rồi. Nào, được rồi, thế bây giờ con sẽ chỉ ra những điểm khác biệt cho cô nào. Ví dụ như, ví dụ cô nói này. Đầu tiên, con sẽ dùng chuột con chỉ ra cho cô. Ví dụ như là this blanket là cái chăn này này. This blanket is yellow. But this blanket is... But that is blue. Đó, như vậy. Giờ con sẽ dùng chuột để chỉ và vừa chỉ để vừa nói như sao để cho cô hiểu được cái tất cả những cái ý mà con muốn nói. Không cần thiết là ngữ pháp phải đúng 100% con nhá. Miễn là con phải cố gắng làm sao để con diễn tả được cho cô tất cả những cái địa điểm khác biệt này là được. Đó, con cứ nói thoải mái. Hiểu chưa nào? Không cần là ngữ pháp phải đúng trước đâu. Con cứ nói hết khả năng của mình với cô. In picture left is nào mình sẽ chỉnh là in the left picture. Đó, left picture nhá. In the left picture is hoặc là cô bảo Minh Châu ơi, cô vừa dậy rồi mà, cô bảo là con không cần phải làm nó khó lên như thế mà con chỉ cần dùng cái chuột hoặc cái bút của con. Thế là con chỉ vào cho cô ví dụ. We have one gì đây? One chair. But in this picture we have no chair. Kiểu như vậy, con hiểu không? Con sẽ dùng chuột để con chỉ những cái vật đó cho cô sao cho mình dễ dàng nói để cô hiểu nhất, để cô xem được những cái điều khác biệt của con. Thế nên cô mới bảo là cô cho thời gian để mình vừa tìm những điểm khác biệt và mình vừa nghĩ cách mình vừa nghĩ những cái câu này, những cái từ để mình nói cho cô nghe về hai cái điểm khác biệt của bức tranh này. Đó, nên cô mới cho thời gian chứ không phải là mình chỉ khoanh điểm khác biệt vào đấy thôi là xong. Tại vì là cái phần đến một mấy buổi nữa thì mình lại sẽ có một cái bài test tiếp theo. Đó. Thì mình sẽ Lúc nãy cái mảng của con là hơi kém, nó có nghe nữa. Ok, được rồi nào. Nói bây giờ nói tiếp cho cô xem nào.
Ví dụ như gì đây? This, đầu tiên vừa nãy cô nói là gì nhỉ? Bây giờ mình sẽ dùng chuột và mình sẽ dùng tất cả mọi cách mình có thể nói nhé. Đầu tiên này, ví dụ như cô sẽ chỉ này. This blanket is yellow, but this blanket is blue. Được chưa? Wow. Tiếp theo, there is this more. Car. Tiếp, được rồi. This car on, but this cord is under. Under the bed. The bed, đúng rồi. This car is on the bed, but this car is under the bed. Đúng rồi, tiếp theo. There is no water, đúng không? There's no water, but there's one cup. There's one cup of water. Đó. Tiếp theo, mình sẽ chỉ tiếp vào bạn này nào. Bạn này thì gì đây? Con nhìn cho cô nào. This girl is drinking, but this girl is sleepy. Đúng rồi. This girl is drinking, but this girl is sleeping. Đúng chưa? Đúng rồi. Tiếp nào. Tiếp theo. This is a woman, đúng chưa nào? But this is a man. This is a man, đúng rồi. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không nhỉ? Vâng ạ. Hết chưa nào? Đó, con đã hiểu cách làm chưa? Nào, con đã hiểu cách làm cái bài này chưa nào? Đó, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Mình đừng làm nó phức tạp lên nhá, mà mình sẽ phải dùng tất cả những cái gì mình có. Ví dụ như là con dùng những cái bút của con này, đó. Con dùng tất cả những cái bút con có này, hoặc là con không cần phải khoanh từ đầu cho cô, mà con sẽ dùng những cái bút đó để khi mà cô bảo là hãy chỉ cho cô điểm khác biệt ý, thì mình sẽ dùng bút để mình khoanh vào cho cô, được chưa nào? Yeah. Đó, ok. Đó, bây giờ mình sẽ có một số những cái key đó. Suggest này, gợi ý này. This blanket is yellow, but this blanket is blue. Describe four others differences. Là chỉ ra bốn cái điều khác biệt còn lại. Ví dụ là two or one chairs. Đó. Car on or under the bed này. Mother, father. Drinking or not drinking. Đó. Tức là tất cả những cái điểm khác biệt còn lại thì mình đều tìm ra được rồi. Nhưng mà sao đây? Mình vẫn chưa biết cách nói lắm được chưa nào? Vậy thì qua mỗi một cái lần luyện tập thế này thì mình sẽ phải để ý hơn cho cô để mình nói được nhá, được chưa nào con? Vâng ạ. Cô thấy là hôm nay đã tốt hơn những buổi trước rồi đấy. Đó, thì nhờ cái cách mà cô dạy để mình để ý cho cô nhá. Okay, vâng. So now let's talk about food. Đó. Bây giờ mình sẽ làm sao đây? Let's talk about food. Tức là hãy nói về những cái đồ ăn. Đó, let's talk about food. Hãy nói về đồ ăn. Và ở đây mình sẽ có tất cả là bốn câu hỏi lớn này. What is your favorite food này? What do you eat for breakfast? Where do you have lunch? And then tell me about your favorite drink. Đó. Đầu tiên, mình sẽ có tất cả bốn câu hỏi này. Đầu tiên là what is your favorite food? Là món ăn yêu thích của bạn là gì? Đó, câu hỏi thứ hai là what do you eat for breakfast? Là bạn sẽ ăn gì vào bữa sáng? Câu thứ ba là where do you have lunch? Là bạn sẽ ăn trưa ở đâu? Và cuối cùng là and then tell me about your favorite drinks. Là hãy nói cho tôi nghe về cái đồ uống yêu thích của bạn. Đó, vậy thì bây giờ con có tất cả bốn câu hỏi ở đây và con sẽ ngồi để và con sẽ chuẩn bị cho cô bốn câu hỏi này nhá. Mình sẽ tự chuẩn bị bốn câu hỏi này cho cô này. Đó, chuẩn bị câu trả lời của bốn câu hỏi này. Và sau đó mình sẽ bắt đầu vào cái câu hỏi của mình, được chưa nào? Bây giờ có bốn câu hỏi đây thì con sẽ chuẩn bị cho cô bốn câu trả lời nhá. Và khi nào xong thì mình sẽ bắt đầu
và cô sẽ bắt đầu hỏi. Và cô sẽ vào với mỗi câu hỏi, nhất là cô sẽ có nhiều những câu hỏi sâu hơn để mình có thể luyện nói nhiều hơn với nhau, được chưa nào? Rồi ạ. Ừ, đó, vậy thì bây giờ đây mình có 4 câu hỏi ở như ở trên bảng. Thì Minh Châu sẽ chuẩn bị bốn cho cô 4 câu trả lời nhá. Và khi nó xong, cô sẽ và con sẽ trả lời câu hỏi đó. Okay, so we move to the first question. What is your favorite? Đợi cô một tí, đợi cô xem nào. Okay, so now tell me about your favorite food for breakfast. What do you eat for breakfast? It's bread and water. Water. Okay. You eat bread and water on your breakfast, right? Yes. But today, what do you eat for breakfast? It's bread and water. Okay. And where do you have lunch? At home or at school? Where do you have lunch? At home or at school? At home. Con ăn trưa ở trường hay ở nhà nào? At home or at school? Okay, at home, right. And when you go to school, you have lunch at school or at home? Khi mà con đi học thì con sẽ ăn trưa ở trường hay ở nhà? At home. When you go to school, khi con mà đi học rồi con vẫn ăn trưa ở nhà hả? Tại vì trường con là mẹ con không có đăng ký học ăn ở trường nên là con. Okay. And what is your favorite food? What is your favorite food? Milkshake and ice cream. Milkshake is string. In my opinion, milkshake is string. So food is something like chicken or beef or noodles or rice. So what is your favorite food? Cô nghĩ là milkshake mình sẽ để xếp ở phần drink, một lát nữa mình sẽ hỏi đến phần đó. Vậy thì bây giờ con trả lời cho cô xem là what is your favorite food nào? Food cơ mà, ăn. Chicken and chips. Chicken and chips. Okay. So what is your favorite drinks? Milkshakes and ice cream. Okay. And I think ice cream is dessert. Mình sẽ có dessert là món tráng miệng nhá. Và cô nghĩ là ice cream sẽ là dessert. Mình sẽ xếp ice cream và món tráng miệng là dessert. Okay chưa nào? Okay. Okay, so now we have to tell a story. Bây giờ mình sẽ phải gì đây? Kể một câu chuyện, được chưa nào? À, bây giờ mình sẽ kể một câu chuyện là câu chuyện có ở trên trên cái bảng như thế này. Đó, tell the story. Bây giờ mình sẽ nhìn cho cô cái bốn cái bức tranh này. Đó, và mình sẽ thử kể cho cô một câu chuyện xem. Và ở câu chuyện đó mình sẽ kể như là ví dụ như
This is a family, đúng không? The family is gì đây? The family thì đang the family này thì đang ở đâu? The family is by the river chẳng hạn này, đúng không? The family is by a river này. Mom, the parents thì đang làm gì? The parents is cooking and the children is fishing. Đúng chưa? Đó. Xong sau đó thì sao đây? Thì xong sau đó họ như thế nào? Họ sẽ vớt lên được một cái giày được chưa nào? Kiểu kiểu như vậy. Vậy thì bây giờ cả Minh Châu sẽ thử nghĩ cho cô để kể cho cô nghe cái câu chuyện này xem nhá. Không, cô không biết nói bức tranh này như thế nào. Được rồi. Đấy, thì đấy. Bây giờ cô sẽ kể trước cho nghe nhá. Vậy thì bây giờ mình sẽ có là gì đây? This is a family, được chưa nào? The family is by a river. Đó. The parents is cooking and the children is fishing. Được chưa? Và tiếp theo người ta nói là gì đây? And the children is gì đây? The children is gì nhỉ? Playing is mình có từ gì đây? Mình cái hành động của các bạn là gì nhỉ? Một bạn thì đang chạy về hướng bố mẹ, còn một bạn thì đang kéo cần câu lên. Đúng rồi. The children the man and the boy is hooking. The boy is hooking a shoes. Được chưa nào? And in the shoe has a two fish. And they are surprised about it. Tức là hai bạn ý thì bạn trai này thì câu lên được một con cá và tất cả hai bạn này rất là ngạc nhiên về cái điều đó. Được chưa nào? Đó. Đó sẽ là cách để mình kể chuyện về cái câu chuyện như này. Được chưa con? Cái này thì mình sẽ phải suy nghĩ để mình kể được nhá. Và trong bài kiểm tra thì mình cũng phải kể đấy. Đây này. A family is by a river. Mother and father are cooking and the children are fishing. They want a fish for lunch. Đó, và sau đó sẽ giống như câu chuyện mà cô vừa mới kể cho con nghe. Đó, tiếp theo mình sẽ đến một bài cuối cùng. Thì phải, để cô xem nào. Bài cuối cùng là bài tìm ra những cái điểm khác biệt và nói cho cô nghe vì sao nó lại khác biệt ở những cái câu này. Đó. Yeah. Hàng ngang nhá. Nào, con ơi xong chưa?
con không ngủ được tận 3 câu. Hả? Sao cô? Con không làm được 3 câu. Cô thấy con khoanh được ở trên này mà. Nhưng mà con không biết nói như thế nào. Ok, vậy thì bây giờ nào, thế làm được câu nào nói trước cho cô nghe xem nào. À không, thì thôi, thì từ từ, thế thì nghĩ cho cô thêm một tí nữa đi, xem nào. Vâng. Ừ. Đúng rồi. Khác nhau như thế nào. Ok. The monkey is stupid. Now, để mấy câu đầu tiên nào. Nói cho cô nghe. The cake is different. The cake is a fruit. What? A banana, a pineapple, and an orange is fruit. Đúng rồi. The cake is a fruit, is a dessert. Là món tráng miệng, được chưa nào? Hoặc fruit cũng được, món ăn. But bananas, pineapple, and orange is fruit. Good. Now, number two now. The monkey is different. The monkey is... Now, bây giờ cô sẽ dạy nhá. Nào, con. The monkey is different. The monkey can't fly. Không thể bay được. Con nhớ cái này cô dạy không? Cô dạy cái này không? The monkey... Cô sẽ đánh vào cái phần chat cho nhá. The monkey... What? Can't... Này. Fly. But làm sao đây? But gì? But the monkey can fly, but... But a helicopter, a plane, and a bird is can fly. Đúng rồi. The monkey can't fly, but the helicopter, a bird, and the plane can fly. Được chưa nào? Đúng rồi, tốt. Number three nào. This is a wardrobe. Look here now. This is a wardrobe. And this is a chair, a sofa, an armchair. Được chưa? And is this a chair? A kind of chair. Tức là ba cái này sẽ là một loại ghế. Được chưa nào? Còn cái này sẽ là tủ quần áo. Được chưa? Vậy nên chúng nó khác nhau. Yeah. The last one now, the last sentences. Nói cho cô nghe xem nào. Con cũng không biết là nói như thế nào luôn. Thế nếu mất tiếng Việt thì nó sẽ là gì? Con đoán xem tiếng Việt của nó vì sao nó khác nhau. Vì sao con chọn nó khác nhau? Tại vì tất cả các cái bức tranh đều là chơi. Đúng rồi. Chơi bóng. Ừ, thế thì bây giờ mình nói như thế, mình không, bảo là... Thì là học bài. Ừ, thế thì vào trong tiếng Anh, mình sẽ chuyển qua trong tiếng Anh như nào. This picture is... in this picture, they are studying. Trong bức tranh này thì các bạn đang học. In this picture, they are studying. But in this picture, they are playing. Đúng chưa? They are playing. Đúng rồi, đó, nó không quá là khó đúng không con? Yeah. This picture, they are studying. But in this picture, they are playing. À, ví dụ như là play football, play basketball này.
fly a kite này và play games, play computer games, được chưa? Được chưa nào? Đúng rồi, tốt. Và bây giờ mình sẽ vì mình vẫn còn tận 10 phút, thế nên là mình sẽ làm cho cô cái bài tập này để cô sẽ vừa check cho Practice things. Này, làm cho cô bài tập này. Bài gì đấy? Đây, đây là cái phần bài tập về nhà của mỗi một cái unit. Được chưa nào? Xem nào. Xem làm bài nào. Read the story from the box. Đây làm nào, cô cho con xem được cái box này nhỉ? Nào, đầu tiên làm bài này cho cô trước này, vocabularies. Mình sẽ chọn đáp án đúng ABC để điền được vào cái câu này nhá. Được chưa? Vâng. Ừ, nào bây giờ thử làm cho cô bài này, từ number 1 to number 8. And after that let's speak aloud for me. Và sau khi làm xong thì mình sẽ đọc cho cô cái đáp án và cả câu và gặp với đáp án lên nhá, để cô check cho cái phần phát âm với phần đọc của mình một tí. Đó. Được. Có từ nào không biết thì hỏi cô. Con quên mất cái từ này. Từ này glasses là cốc. Cốc nha, cốc. Nhiều cốc. Vừa là kính vừa là cốc. Mùa ta đang trên ô mưa mất tô mèo có mưa gì mà em yêu anh nhà chết con nói xong rồi. Okay, the first one, number one nào. Number one là bài người ta làm cho mình rồi. Okay, number two nào, đọc cả câu với đáp án lên cho cô nào. I'm really hungry. Can I have my sandwich now? Okay, I'm really hungry. Can I have my sandwich now? Đúng rồi, tốt. Tớ rất là đói, đúng không nào? Tớ rất là đói, tôi có thể có một cái sandwich ngay bây giờ được không? Good, number three nào. There are some glasses of orange juice on the table. Good. There are some glasses of oranges on the table. Có một vài cái cốc gì đấy, nước ép cam ở trên gì con nhỉ? Trên bàn ạ. Đúng rồi, giỏi. Number four nào. Are you thirsty? Would you like some lemonade? Nào, nghe cô đọc lại này. Are you thirsty? Would you like some lemonade? Nào, đọc lại cho cô nào. Are you thirsty? Would you like some lemonade? Đúng rồi.
Bạn có khát không? Thirsty ở đây là khát, tức là tốt. Are you thirsty? Would you like some lemonade? Bạn có khát không? Bạn có muốn một cốc gì đấy? Nước chanh không? Rồi, giỏi. Number 5 nào. Can I have some noodles in this bowl? Can I have some noodles in this bowl? Đúng rồi. Tôi có thể có một đĩa mì được không? Tôi có thể có một chút mì ở trong bát được không? Can I have some noodles in this bowl? Bowl là bát nhá. Đó, box là hộp, còn glass là cốc. Ok, number 6 nào. We need a bigger glass for this watermelon. We need a bigger glass for this watermelon. Chúng mình cần một cái cốc gì đây? Chúng mình cần một cái cốc lớn hơn cho cái gì nhỉ? Cho cái cho cái gì con? Cho nước dưa hấu. Cho cái nước dưa hấu hả? Watermelon ở đây mình sẽ là gì? Là dưa hấu thôi, đúng không? Vậy thì mình sẽ phải là gì? Plate to sẽ lại là cốc được, đúng chưa nào? Yeah. Ok. Rồi, plate nha. Number 7 nào. I really like vegetable, my favorite or carrot and onion. I really like vegetable. My favorites are carrot and onions. Đúng rồi. Tôi thì rất là thích gì đấy? Rất là thích rau, ăn rau được chưa nào? Và loại rau yêu thích của tôi là carrots and onions. Đúng rồi. Vì sao mình không chọn đáp án B nhỉ? Tại vì khi là đậu nhưng mà pear lại là quả lê ạ. Đúng rồi, peas là đậu. Nên là pear một quả lê, tốt, giỏi. Tại vì thế tại sao mình không chọn đáp án C? Tại vì beans là đậu nhưng mà rice lại là cơm, là đồ ăn ạ. Đúng rồi, tốt. Beans là đậu nhưng rice là food, đúng không nào? Nhá. Vâng. Giỏi. Okay, good. And number 8 nào. You only need cake and cheese to make a sandwich. You only need cake and cheese to make a sandwich. Nào nhìn lại cho cô nào. Ở trong cái bánh sandwich thì mình sẽ có những nguyên liệu gì? Bread. Bread đúng không nào? Vậy thì mình sửa lại câu này cho cô là gì nhỉ? Con nhỏ. You only need bread and cheese to make a sandwich. Đúng rồi, you only need bread and cheese to make a sandwich. Được chưa? Như vậy mới đúng nhá con nhá. Được chưa nào? Okay. So, vậy thì bây giờ cô sẽ giao cho cái bài này làm bài tập về nhà này. Nhớ. Cô sẽ giao cho bài này làm bài tập về nhà và đến buổi sau học thì sẽ phải làm bài tập này cho cô nhá. Thì sẽ phải nộp cho cô đáp án và bài tập này nhá, và cô sẽ cho đọc cái bài này. Đó, cho đọc cái bài này và sẽ cùng cô dịch cái bài này, được chưa nào? Đó. Tại vì bài này thì mình sẽ không thể, bây giờ cô mà cho làm thì lại phải không thể chia được cái màn hình ra để con nhìn được vừa cái box và vừa cái này được. Đó, vậy nên là về nhà mình sẽ làm cho cô cái bài này nhá. Tí nữa thì cô sẽ gửi cho mẹ, được chưa nào? Đó, và nhớ làm cho cô nhá, Minh Châu nhá. Rồi ạ. Rồi, ok. So, we finish our lesson here, okay? Mình sẽ mình sẽ kết thúc buổi học ở đây nhá, được chưa nào? Đó. Và ok, và con sẽ về nhà làm cho cô bài tập về nhà nhá. Rồi cô sẽ gửi cho mẹ. Ok. Ok, so goodbye, see you soon. Goodbye, teacher. Ok, goodbye.
Goodbye.